cứ thèm ăn mà em ăn đậu vịt không vậy thấy? Ăn gì? Cái gì? Ăn đậu vịt. Thôi thức ăn gì sát sanh vậy mẹ? Hồi đó giờ nó ăn bao giờ? Em thấy đầu em sợ mà tự nhiên có bầu có lâm mà tự nhiên ăn đậu vịt không? Thấy đậu vịt là thèm gì thấy? Tự nhiên thấy đậu vịt là thèm. Bỏ y chang cái thương vịt. Gà Thanh Thủy và Bảo Lâm xin chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Và xin cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời hai vị khách đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, Thanh Thủy. Ai vậy? Em về đi cưng, về lộn chỗ rồi em. Dạ đi hỏi vợ đúng rồi, đúng chỗ rồi anh. Hỏi vợ, ôi ai vợ, không lẽ trời ơi, trời ơi, không phải, má vợ hả? Phải hỏi vợ hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà đây không phải vợ em. Má vợ hả? Đi kiếm má vợ hả? Chết rồi, em không có gả con ngày hôm nay nha. Em ơi, không biết làm cái đây ta. Em bình tĩnh nè. Dạ. Ở đây là chương trình Con Tôi Vô Số Tội. À, dạ, đúng rồi. Phải mẹ hoặc là cha. Dạ. Cha mà em đâu? À dạ, có dẫn mẹ em nhưng mà không phải là mẹ em theo. Chứ mẹ ai? Dạ mẹ của một người khác. À, có nghĩa là mẹ nuôi cũng được. Mẹ nuôi cũng được. Rồi, mời mẹ em vô đi. Dạ rồi, có mời mẹ vô à. Dạ, chị Thủy. Cái gì vậy? Anh ơi, anh ổn không anh? Anh ơi, anh ổn không? Mẹ đâu vậy? Trời mẹ. Hả, cái gì? Trời mẹ em nói trời. Mẹ. Mẹ đâu đi vậy? Dạ, đây là mẹ của anh Lâm với cô Thủy. Hả? Thôi sao giờ hai vậy? Người bất ngờ vậy? Đi làm mà sao áp lực quá vậy? Trời ơi, sao dẫn phụ huynh học sinh tới đây làm chi vậy? Dạ, chào chị. Em chào chị Thủy là mẹ của Bảo Lâm. Dạ. Bây giờ sao? Giờ sao? Dạ, con có ý kiến được không cô Thủy? Dạ vậy giờ con mời anh Lâm qua đây ngồi. Con qua kia giờ rồi, dạ, ngồi qua đây. Tại đây là mẹ anh, đây là mối quan hệ ruột thịt rồi. Bạn qua đây đúng không? Dạ dạ. Như vậy thì ngày hôm nay chương trình rất là vui được đón tiếp mẹ của Dương Bảo Lâm. Yeah. Cái người mà ngày hôm nay là mình rất là cũng vui luôn. Yeah. Là bởi vì mình sẽ được hỏi tội cậu ấy. Dạ, yeah, chào anh. Dạ, mẹ giúp chị với mẹ. Chào chị Thủy. Dạ. Tôi chào con. Dạ, chào cô. Em tên là Dương Thị Bích Phượng, năm nay em 52 tuổi. Yeah. Nghề nghiệp là hồi đó em làm công nhân chị Thủy. Yeah. Như vậy em nghỉ rồi. Yeah. Dạ. Dạ, đây cô thấy cái miệng con rộng ra 2-3 xanh không? Vì mẹ con nghĩ đó mà cái miệng liên tục đó mà rộng 2-3 xanh rồi đó. Cha nghĩ là rộng thêm mớ, mẹ nghĩ là rộng thêm mớ. Dạ. Mà vợ ở nhà thì rộng thêm miếng. Là bao nhiêu cái này là áp lực kinh tế gia đình. Áp lực kinh tế cái miệng nó thè lè luôn, bây giờ nói quá mà ngày nào cũng nói luôn. Trời đi chị, lúc mang bầu nói với lúc sinh nó có dễ không hả mẹ? Dễ gì thì dạ, em gặp gia đình là em dạ, năm 20 tuổi. Xong rồi về là em mấy tháng sau là cấn bầu Bảo Lâm. Con đầu tiên, nó là đầu tiên hả mẹ? Lúc đó cấn bầu Bảo Lâm là lúc đó mới về thì cũng không có biết đó. Chị Thủy cái xong rồi cái sáng ông cha Bảo Lâm đi làm, đúng xe bò đi. Dạ. Thì cũng đi theo cho chồng đi cắt lúa. Ở đâu mà xe bò? Đi xe bò quê đó. Cô không biết bài Anh Dương Lâm Đồng Nai đã ước mơ Đồng Nai lúc nào mà lại có bầu á? Long Thành Đồng Nai. Long Thành Đồng Nai. Ở đó sống thì ngày năm không à chị thấy. Dân chợ đồn Đồng Nai. Chợ đồn, trời ơi, vậy là gần nhà luôn rồi. Đồng Hương. Đồng Nai luôn hả? Dạ không, Bình Dương. Bé em có duyên. Nhớ em xuyên có duyên. Rồi coi như là cống bầu không biết. Dạ, thế sao mà tự nhiên em đi vô trống em cắt lúa mà em buồn ngủ mới sáng sớm mà. Cái em buồn ngủ quá, em không biết làm sao hết. Cái em mới đi lên xe bò. Trốn ngủ. Dạ, lên xe bò trốn ngủ. Cái bác ba mới lên, bác ba thấy nằm xe bò thì bác ba mới xuống nói với ông xã. Thì nói bò hình như con Phượng nó bệnh hay sao á. Lên mà kêu nó về đi. Chồng mới lên kêu là thôi bọn bệnh hay sao đi về. Mà lúc mình không có biết thì thấy người nó khó chịu, nó kỳ cục. Thế em cũng nghe là em đi về. Thì đi về phải đi đường đi bộ. Chị thấy đi bộ xa lắm. Thì em mới gặp cái chị đó, chị cũng ở cùng xóm. Chị biết cha Bảo Lâm thì mới nói ủa sao sáng đi đâu về vậy. Cái em mới nói là đi ruộng về. Cái em vô xin nước uống. Cái tự nhiên nằm ngủ quên trên vạt người ta chị thấy. Mà nó buồn ngủ đâu trong ruột có chị thấy em không biết. Mới sáng vậy em ngủ vậy em cầm cái bàn chải xúc miệng làm ngủ gục rồi. Chị em ngủ thôi. Chị buồn ngủ thôi chị. Em mới buồn ngủ cách lạ lùng mà không biết tưởng đâu mình bệnh hay sao thôi. Chị thấy em ngủ ngon chứ lại không kêu. Thì cho tới chiều, xế chiều thì em... Ngủ tới chiều, trời, ngủ tới chiều luôn hả? Là con chúa ngủ trong rừng vậy đó em. Chờ hoàng tử tới hung. Chiều thì cha Bảo Lâm mới quýnh xe bò lúa về. Thì mới về tới nhà. Hỏi má có mua thuốc không Phượng uống không má? Là tưởng đâu là em bệnh. Ừ. Thì bà nội mới nói là
không về. Bà nội nói gì ở đâu đi với mày sáng giờ. Trời ơi, giống trong phim quá. Giống trong phim quá. Tập 1 nè. Ảnh mới giật mình, ảnh mới đi ngược tới vô dựng xe bò dựng đồ xong vác lúa rồi xuống đi ngược tới vô rừng kiếm em. Đó thì trong khi cái chị đó chứ mới kêu em dậy thấy trời chạng vạng chứ kêu em dậy. Vậy thì em đi bộ lên tơn về thì em ảnh đi đụng đầu ảnh. Cái em cũng đi về thì mẹ chồng biết. Mẹ chồng mới hỏi nó má con không biết sao mà con buồn ngủ từ hồi mấy nay con buồn ngủ quá thì má chồng mới nghi là có bầu. Thì như hồi đó đâu có đi khám thai đâu biết gì thì em có bầu Bảo Lâm cho tới sanh luôn mới biết là con trai thôi. Trong quá trình nó có hành dữ không? Hành chị thấy em hành cho tới là phải 3 tháng đó. Ôi bữa rồi có thèm ăn không? Em cứ thèm ăn mẹ ăn đậu vịt không chị thấy. Cái gì? Ăn đậu vịt. Thôi ăn gì sát sanh vậy mẹ. Hồi đó giờ đâu ăn bao giờ. Em thấy đầu em sợ mà tự nhiên có bầu có lâm mà tự nhiên. Ăn đậu vịt không? Thấy đậu vịt là thèm gì thấy. Tự nhiên thấy đậu vịt là thèm. Bỏ y chang vịt. Thôi. Đi sanh có dễ không? Rồi có bao nhiêu người hộ tống mình theo không? Chắc là cũng là con trai đầu ở cái sanh lần đầu tiên mà. Dạ. Nếu mà nói bây giờ con nó mới thấy cuộc đời của mẹ là khổ tới cái mức mà hồi đó em đi sanh nó là em sẽ đi bằng xe đạp bà ngoại chở đi. Bởi vì cha Bảo Lâm là phải đi làm từ sáng tới chiều tối mới về, ngày nào cũng như ngày đó. Mà trong khi chở đồ đi thì đùm đùm đề đề đi tới huyện thì không có nổi, bà ngoại mới tấp vô trạm xá. Em sanh Bảo Lâm sanh đang giàu quá chị thử. Đẻ ra được bao nhiêu ký mà? 3.6 kg. Trời dưới vậy đó hả? Ăn đầu vịt không mà 3.6 kg. Chị thấy cái sao em sanh nó ra là nói chung ra là nhìn là chị cưng liền nhưng có cái miệng thì nó rộng hơn. Rộng thì con đàn ông miệng rộng thì đúng sang rồi, mà ra thì con nít mà nhìn cái miệng nó rộng thì mờ ngừ lên thăm thì cứ dòm thì cứ nói là cái thằng ấy cái miệng giống mẹ rộng quá thì cứ làm như vậy thôi. Nhưng mà cặp mắt của nó là đẹp lắm. Cặp mắt của Bảo Lâm mẹ em thanh nó ra hồi đó cặp mắt nó hai mí rành rạnh luôn. Chứ cặp chân mày nó đậm lắm chị thấy. Giờ có dậm thêm, nó đậm thêm, có theo thêm, có theo thêm chứ ngày xưa đậm rồi. Dạ đúng rồi, giả hơn chị nuôi nó rất giả. Dạ 3 tháng lại mới đi làm rồi. Nhưng mà làm á thì hồi đó là làm xanh quanh nhà không, là ruộng ở nhà là ruộng phía bên ngoại là ruộng đất đai bao là mình phải làm hả? Đúng rồi, làm ruộng chỉ dạ. Cũng như làm á là cũng như là ngoại có lúa có đồ thì mình làm mình ăn cơm có ngoại, cái vợ chồng thì cắt lúa đập lúa, một năm làm 3 vụ, 2 mùa lúa, 1 mùa trồng hàng bông. Cứ vòng vòng ở đó thì Bảo Lâm nó còn nhỏ thì 3 tháng rồi đi làm rồi. Đúng rồi, 3 tháng làm bỏ đâu em bé đem nó ra ngoài cái chòi mình cắt bằng rơm á chị thấy thì em bỏ nó vô trong cái thao giặt đồ á chị thấy. Cái bắt đầu đem cái gói ôm ra là thấn xanh quanh cái gói cái thao đó. Bỏ con vô đó, nhiều khi nó bò ra thì nó bò ra thì em cứ la xin. Đúng rồi, em cứ la là em hù nó. Khi nó lớn chập chững rồi em cũng hù riết là nó quen, nó không có bước ra thao. Thì lúc đó Bảo Lâm nó có 9 tháng là nó đã biết đi rồi chị. Nó lẹ bị gì chị em biết sao, bị gì ở đó là cái nền đất chiều mà bắt đầu trời mát rồi thì em có cái khăn, mà cái khăn đội đầu hồi xưa hồi đó ở ruộng thường mình đội lên khăn, đúng rồi, khăn, đúng rồi, khăn gỗ. Khi mà chiều mát là phải gỡ cỡ cái khăn ra cái chàng vô cái nách của con để mình chàng vô cái nách à, chàng vô nách cái nắng đi phân đúng rồi cái nắng nắng ngoài sao vậy là nó tự đi dẫn cho nó đi nắng vừa có thẹo nha ốm bị xiết chín tháng là nó đã đi rồi chị thấy bắt đầu ăn thôi nôi xong là nó nói rành luôn, ăn thôi nôi là đúng 12 tháng vừa đi vừa nói rành luôn á chị. Vậy là nó nuôi dễ. Đúng rồi, nuôi dễ chị. Muốn sữa mẹ không chị thấy em hồi đó mát sữa lắm. Ra tới phòng Bảo Lâm là tới ngày 21 tháng 7. Ủa, nhớ từng cục mốc lịch sử luôn. Ngày 21 tháng 7 là cái ngày em bỏ bú Bảo Lâm. Bởi vì chị thấy cái ngày đó không bao giờ em quên trong cuộc đời. Thôi nôi Bảo Lâm là ngày 9 tháng 6. Là ngày 21 tháng 7 năm 90 em cháy nhà chị thấy. Cái đó là cháy nhà hết, không còn thứ gì hết. Kể cả cả cái gì mà những hồi đó là kỷ niệm hồi còn con gái với hình cứ hình đồ là em không còn. Rồi lúc đó là mẹ con đi ra ngoài ruộng thì nhà để em nói chị nghe là cái ngày đó ngày 21 tháng 7 là ngày ruộng nhà cấy. 3 giờ sáng là cha Bảo Lâm đã quýnh xe bò đi rồi. Quýnh xe bò đi xuống trục trời hừng sáng là mờ mờ đất là em đã bồng Bảo Lâm vô gửi hoài. Em gọi Bảo Lâm đi gửi hoài. Không gửi hoài là thấy bà em rồi. Thì chơi tới 10 giờ rưỡi sáng trưa thì trên đây mới cháy nhà. Tại sao? Tại cái sao đó mà? Là chị thấy cho tới bây giờ thì em thật sự là em không biết lý do sao nó cháy. Nhưng mà bị nhà em ở đó là ở giữa cánh đồng ruộng. Em sợ khi mà em nấu đó hồi đó mình nấu củi gì thì nhà thì nhà, đúng rồi, nhà thì nhà thiết nhưng mà dách là dách lá dừa em sợ không biết khi gà nó kêu nó có bư hay là không biết. Tức là khi mình nấu nước này kia nọ rồi là mình đã dụi lửa hết trơn rồi, thanh nghiêm chỉnh đâu đó đàng hoàng rồi mình mới đi, mình phá cửa mình đúng đi ra phá cửa đi. Nhưng mà trong khi đó em mới thu hoạch lúa là nguyên một cái bồ lúa lớn lắm, cháy luôn. Đúng rồi, cháy hết, cháy hoàn toàn, cháy không còn cái thứ gì. Rồi sau đó mình phải giải quyết cái chuyện mà mất hết tài sản, mất hết nhà cửa rồi sao, phải chạy đi đâu, về bên nội hay không, về bên ngoại? Chị thấy biết là hồi ở dưới quê
là thường thường cái phong tục hồi xưa là nhất cháy nhà gì chìm ghe không ai chứa. Đúng, cái này bây giờ mới biết đúng nè, là em nói mình chị cũng là dân sông nước đúng nè rồi. Không ai cho ở nhưng chỉ ta cho ăn và giúp đỡ thôi. Rồi lúc đó làm sao? Thì bắt đầu mấy cái tấm tôn mà nó cháy á, chân cháy queo hết rồi á chị, thì cái bắt đầu nó mới nhăn nheo lại, thì cha Bảo Lâm mới chặt cây xanh quanh đó, cha Bảo Lâm mới dừng lên dừng thì, lại đúng là dừng lại thì che đỡ mấy tấm tôn nó chồng lên. Bảo Lâm nghe cái chuyện cháy nhà nãy giờ thấy ngồi mắt đỏ que. Bình nó không biết nó nói chị. Ghê hồn lắm đúng rồi, nó không biết đâu chị, nó không biết đúng rồi. Sao Bảo Lâm cổ cảm xúc sao con? Thằng anh hai của con, thằng con gì hai á là bà Bảo Sơn á, con là Bảo Lâm Bảo Sơn, nó nói trời ơi nhà mày cháy vui lắm, hột gà nướng quá trời, ăn quá trời luôn. Con chỉ nhớ cái ký ức là cái hột gà nướng cái cháy nhà để thôi. Em nói chị nghe là lý do là nó nói như vậy làm chị thấy thê thảm lắm. Em nói thì cái cảnh là không hình như là không tưởng tượng nổi, ở trong nhà gà nó ấp xung quanh nhà em quá trời, bị nhà ở đồng mà em nuôi gà được nhiều lắm, đợt khi cháy nhà cái hột gà nó cháy đen hết, nó nướng mà mấy đứa con nít là nó mới lụm nó ăn, thà nó trời ơi hột gà nướng ăn ngon nướng ngon không phức chị, cái đó là vô tình thôi đúng không? Đúng rồi đúng rồi, bị con nít cháy nhà thành ra gà hột gà nó cũng cháy như vậy. Qua thời gian đó bắt đầu nó đi học và nó đi học mẫu giáo. Giáo. Đúng rồi. Giáo. Gia đình khổ thì khổ nhưng cái học hành của Bảo Lâm là trên hết. Đúng rồi, cha Bảo Lâm rất là quan trọng cái việc học hành của con. Nhưng mà thành lúc mà đi học rồi có quậy phá rồi có lanh lẹ rồi có hát có múa rồi. Chị nó 3 tuổi, 4 tuổi là nó lắc vòng. Mấy tuổi lắc vòng? 3 tuổi, 4 tuổi là nó lắc vòng. Cái vòng của ai ta? Vòng gì sáu? Lắc vòng của gì? Người thứ sáu là gì đó, kiểu như con nhà có nhà con gái mà hay sợ mập mà hay lắc vòng. Nhưng mà đắt vậy lắc vòng em nói thiệt chứ chị không, cái nó điêu luyện trai, đúng rồi điêu luyện nha chị Thủy. Chị Thủy cái này con nhớ không? Cái là nhà mà có khách, nhà mà có khách tới là kêu Bảo Lâm lắc vòng phải chứ em, lắc vòng là ra biểu diễn nè, lắc lên nè, lắc từ dưới chân lên nha. Lên đây cái lắc lên đây. Cái lắc đùi thì lắc hông, lắc cổ, lắc tay, lắc đầu, lắc được hết luôn. Không ai dạy. Nó đã có năng khiếu hồi nào em không biết nhưng mà hồi đó mình không có nghĩ là cái năng khiếu, cứ thấy là thấy phái rồi ngoài lắc vòng ra nó có ca hát múa rồi nó con cái là nó ẹo ẹo đi ẹo ẹo. Nhưng mà hồi lúc đó chị Thủy còn đi học mẫu giáo á là lúc nào là múa là còn con gái không có bầu nó con trai thôi, nó múa không ai múa lại, không ai múa lại mà múa nhịp nhàng mà điệu lắm. Nhớ luôn hai bàn tay của em đúng rồi, đúng em rồi. Múa đúng, cho mẹ xem hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh khi em giơ tay lên có một mình ảnh là con trai thôi, con trai thôi. Có thích chơi với con gái không? Đúng rồi, chơi với con gái không chị? Bỏ thứ chưa? Đúng rồi, chị cúp bế rồi, chơi với con gái không? Chị bế chơi nhà trời rồi không ai chơi lại, phát động phong trào tự xây nhà rủ tụi nó về chơi đầm bấy rồi. Chị thấy nó làm nó đó giờ là đặc biệt không bao giờ quýnh lộn quýnh lạo. Bị tao quýnh không? Không bao giờ. Chơi bút bế mà quýnh lộn không bao giờ chị thấy. Chơi bút bế nhưng mà nó cái tánh, cái bản tánh nó hiền chứ nó quen rồi. Bây giờ chơi với con gái rồi nè, rồi là tham gia văn nghệ rồi kia nọ, nhưng mà khỏi là học giỏi không nè. Bảo Lâm học giỏi là học từ giỏi từ năm mẫu giáo cho đến hết cấp 2. Bảy lớp 6 là hết giỏi rồi. Sao vậy? Sao vậy? Như là cũng ta cũng nói được. Là được thôi, nhưng không có còn học sinh giỏi lắm là tiên tiến á chị. Tham gia nhà trường đúng rồi. Dạ, nhưng mà tham gia rồi hoạt động nhà trường dữ dội lắm hả con? Dữ dội không ai làm lại. Hát hò đồ diễn kịch đồ cười banh rạp, nhưng mà con học cũng bị mất cân bản hết. Nhưng mà lúc nào con học sinh kháng hết, tại con đi học con cặp dê rất là giỏi luôn. Ví dụ cái bàn ở đây mà con cặp dê con liếc qua tới bên kia luôn. Trời ơi. Sao con thấy được? Nó đi học cấp 3 là nó thân với một đứa con gái mà con nhỏ đó là học giỏi kinh khủng, nó kêu em bằng mẹ không. Thì đắt nào thân với bé đó là nhờ nghe nói là mẹ thằng Lâm nó học toàn cặp dê con không á mẹ. Kêu con mẹ. Nói hả, con dấu phẩy con cặp dê, dấu chấm, ông thầy ông nói Lâm. Tại sao con Uyên nó chấm, em cũng chấm, mà con Uyên nó xuống hàng, em cũng xuống hàng. Nó thổi thầy sao á, là con cãi cái miệng sang sổn mà cặp dê xuất sắc luôn con. Bắt đầu tới năm cấp 3 là bị nó bị đi học phụ huynh học sinh. Thì lúc nào cũng bị mắng vốn. Tại sao? Cái nó nói chuyện nhiều chị. Cái nó nói chuyện nhiều chị. Nó đi vô trong trường, đó là cứ mà không có bao giờ mắng vốn vụ gì hết. Không có hỗn hào, không có gì hết, mà chỉ có cái là nói chuyện. Thầy cô nói là cứ nói ra là không cần phải dòm là đã biết nó rồi, cái tiếng của nó là nó rất là rõ ràng mà nó lớn hơn người ta, cái tiếng lớn lắm. Thế là mà nói gì con? Nói nó nói gì ở trong lớp lấy kiến nặng bụng. Trời. Rồi móc khóe. Trời. Không học bị mất căn bản, em không biết cái gì luôn thầy. Trong trường là có đóng kịch đóng ơ gì trong cấp 3 không con? Có, con năng khiếu gì lắm. Nổi tiếng luôn. Nổi tiếng lớp phó dân hải Mỹ đồ. Nhưng mà thật ra lúc đó là có cái đầu là đã muốn đi theo nghề chưa Lâm? Chưa. Như vậy sao xong số 12 là con thi vô trường sân khấu? Tại là năm đó con thấy tụi nó mua hồ sơ của trời đứa đồng thi trường kinh tế tình nội. Con không biết cái thư hóa học quá ngu.
mà bây giờ thấy tụi nó mua hồ sơ, bây giờ mình phải ráng mình mua hồ sơ để điền vô cái gì đó. Hoang mang quá hả? Hoang mang, lúc đó hoang mang, không có biết trong đầu là gì mà lúc đó không nghĩ được ảnh quá xấu. Cái mặt tròn ủm nè, mặt gì nè, cái mặt nè, ra ra nè, cái mặt mũi nè, này là 12 hai hả? Đúng là 12 nè, này lớp 11, cái này lớp 11. Rồi cái đầu tư vấn đòi hỏi hay trường sân khấu, tụi chề mỏ, trời mặt mày vậy thì trường sân khấu rồi cũng đó. Xong rồi cứ quyết định gì sân khấu, tại vì không còn đường lựa chọn nữa. Năm nó tốt nghiệp lớp 12 là năm 2007, nó thi vô trường sân khấu điện ảnh là nó rớt năm đầu tiên. Năm đầu tiên nó đi học là kế toán 2 năm. Kế toán nè. Kế toán 2 năm. Bây giờ cũng mới nói mẹ nè, mẹ nhớ lúc con học kế toán con chở con Quốc đi học không? Có nghĩa là đi học không có biết cái gì hết trơn, trời mà sợ mẹ, sợ cha. Xong rồi sáng sớm đưa em đi học xong rồi nói mẹ đi học nhưng mà vô quán cà phê ngủ. Trời ơi. Ngủ tới chiều, cứ đi về ngày nào cũng vậy. Ở xưa thấy chứ không có nghề gì, nghề điện. Điện mà sửa điện không được em, rồi thợ hàng mà ngày nào cũng đắp dưa chuột hết rồi bắn thợ hàng nó nám mặt làm sao em. tại sao ngày nào cũng đắp dưa chuột? Ý thức làm đẹp hả? Ý thức làm đẹp thì mê đẹp cô, mê đẹp, mê tập gym mà tối nhìn được luôn. Chị ban ngày trưa nắng chang chang, cái nó mặc cái áo mưa ở trong mình á, cái mặc cái áo gió ở ngoài. Khi mà về là cái bắt đầu con mới nói với cha Bảo Lâm, nói cái thằng Tí này làm như nó không được bình thường. Chị thấy trời nắng chang chang mà có mưa chứ đúng không chị thấy, mà mình đâu có biết là con nó tập đặng cho nó quậy hình nó đẹp hay là như thế nào mình không biết, là ổng chải chuốt mình không biết. Mà năm đó là thi trường sân khấu chưa con? Thi rớt chưa? Rớt, chưa thi. Rớt phải không? Rớt, đúng rồi, rớt. Ý chí ghê lắm cô. Thi lại lần hai. Thi lại lần hai. Mấy năm sau mới thi lại lần hai. Học kế toán 2 năm, học kế toán trong sự mù mịt. Đóng tiền thường xuyên. Cha Bảo Lâm là quan trọng cái gì? Thống kê, đại số thống kê. Bất cứ giá nào cũng phải học. Ủa, cha nói vậy, phải học. Ở nhà nghề nông nhưng Bảo Lâm nó đâu có biết làm cái gì ở ruộng đâu chị. Không có biết tới cái cuốc, cái cày, không có biết tới cắt lúa, không biết mà dẫn một con bò. Là lý do là cha Bảo Lâm không cho. Dễ thương quá, tức là cha mẹ. Đúng rồi. Nói là cứ chăm chăm để cho học. Bảo Lâm đó là làm học. một cái nghề bình thường. Đúng rồi. Xong rồi ảnh thì cứ lo chăm chút về sắc đẹp của mình. Xong rồi muốn thi trường sân khấu. Rồi bao đầu con thi lại thì đậu đúng không? Thi lại đậu trung cấp cơ. Rồi chừng nào con mới làm đẹp vậy Bảo Lâm mới làm đó đẹp. Đó là ngày xưa là chứ chưa có tiền, đi qua quán gì Sáu làm. Đi làm và phục vụ đó. Tháng 800.000 bạc, dám để 1.200.000 tẩy trắng răng. Tại ngày xưa con thấy trên mặt có cái tẩy trắng răng lại rẻ nhất thôi. Không có gì sửa mũi cũng mấy chục triệu, cứ suy nghĩ trong đầu. Rồi bây giờ muốn đẹp hơn thì chỉ có tẩy trắng răng là nó rẻ nhất thôi. Yeah. Ngày xưa không có tiền tẩy trắng răng, em cái mình ra cái bự trúc á. Yeah. Anh lấy cái trúc á, anh chặt cái trúc á. Cái anh đập cho tư cái đầu của em. Rồi sao? Ngồi chà răng hiểu không? Trời Phật ơi. Trời ơi, ngồi tưa máu lần nào chưa con? Cũng có tưa máu tóc nú mấy lần, nhưng mà vì đam mê cứ nghĩ là cái răng nó trắng là sẽ đẹp. Nhưng mà tẩy ra cũng không có đẹp em. Mà đó anh cứ ngồi anh đội kiến của anh kéo cái mũi, kéo cái càm, anh cứ làm thích cái gương mặt của mình phải đẹp em. Mũi lúc đó còn 6 múi luôn cô. Bài tập mà đúng không? Con nói từ đây mà con chạy bộ chỗ nào cũng chạy được hết trơn, trời chú ý là đẹp trong đầu con, đẹp 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 và đẹp. Và nhưng mà vô trường thi sân khấu là con đẹp chưa? Chưa đẹp luôn. Tại vì năm đó thi là như thiếu thí sinh hay đó, dàn cao đẳng đậu trơn. Rồi cái trường quyết định chọn 2-3 lớp trung cấp đó. Rồi đậu mà rớt đứa cuối cùng, đứa thứ hai đó vô trường. Mừng rớt nước mắt về, trời ơi, đại tiệc linh thì có được tiệc không? Có không? Có, trời ơi. Tức là khi nó đậu thì ở nhà vẫn mừng. Vẫn mừng. Cho dù là nó học ở trường sân khấu vẫn mừng. Mình lên trường sân khấu rồi thì nó được bắt đi xem đa, chị bắt đầu em chạy đi xem đa. Đi xe rốt. Là ban đầu đi, ban đầu năm đầu rớt rồi đi xe đạp. Đúng đúng rồi. Đi xe đạp chạy ngày nào cũng đạp, nhớ đi ngang cái cầu Văn Thánh lượm được chiếc đa bông. Rồi mình rớt mắt đang chạy mồ hôi nhễu nhại đúng lúc đang đạp. Mà không có tiền không biết bà bông bà nào rớt chạy tưng rớt rồi không hay. Đang chạy em tự nhiên thấy gì chiếu mắt em. Cái rồi. Nhìn tưởng là cục đá chiếu, cái tự hơi ngừng lại thấy chiếc đa bông em. Rồi lượm mừng quá trời luôn, chạy trường sân khấu bán kế bên trường sân khấu luôn, cái bà bán vàng bây giờ ngay trường sân khấu 125 Phú Quỳnh đó bán được 800.000. Lúc mẹ không biết đâu. Trời ơi. Nhưng mà làm sao 800.000 đưa mua đủ chiếc xe gì? Chưa, từ từ. Trời xưa xe mới xe con quá từ. Rồi đầu vô trường sân khấu rồi đi xe rút. Sướng ha, vừa đậu một cái là cha mẹ mua liền cho chiếc xe. Thủy trước không? Hồi lúc là nó con vừa tốt nghiệp lớp 12 là đủ tuổi là em mua cho nó chiếc xe Novo. Bán mấy con bò. Mấy con bò là nhiều lắm. Như vậy là nó cởi bò đó. Đúng rồi. Thờ chiếc xe Novo. Hôi, thờ chiếc xe Novo là mua 30 mấy triệu. Mà thờ xe Novo một xe đèn. Đèn nha. Bán mấy con bò thì mới mấy con bò em nhớ lúc đó cũng nhiều chị. Mấy con bò mới được xe Novo. Một đàn bò đi. Đó xong rồi cái chị biết không? Cái bắt đầu nó mới đi học xong thì chiếc xe Novo nó hao xăng quá. Không có tiền đổ xăng. Bán bò nữa. Đúng rồi, cái gì mới nói với mẹ. Cái xe Novo hao xăng quá thì em mới nói với cha Bảo Lâm, anh mua cho con cái xe số rồi nó đi học cho đừng có hao xăng.
thì cha mới mua cho chiếc xe Sirius là bán bò nữa. Bán bò lại bán bò. Lại bán bò nữa. Xong. Lúc Bảo Lâm đang học trường sân khấu mà chị Thủy tin ông em dám treo giải cho Bảo Lâm. Nếu con đậu trường sân khấu mẹ sẽ mua cho con chiếc xe Honda mà mắc nhất. Thì hỏi nó là chiếc nào mắc nhất. Nó nói mẹ mua cho con chiếc xe SH là chiếc có cái dòng cao nhất. Lúc em mua là 9.001 đô, là lúc là 196 triệu. 196 triệu. Trời ơi, khủng khiếp. Về làm giấy tờ, làm bản số đẹp ra luôn là đúng 200 triệu. Số đẹp luôn. Đúng một xào đất. Đúng một xào đất. Chiếc xe đó là 2012. Là hiện bây giờ vẫn còn trùm mền. Ở mới nhà, tinh. Còn mới cắt chỉ luôn. Chưa bán, không bán để không cho nó chạy trên này. Không, không có đem đi thành phố, rủi ro là đi đó là rất nguy hiểm. Chiếc xe sơ hở sẽ mất. Con ơi con đất. Con đi học quá tốn kém, nguyên một đàn bò này tới đàn bò khác. Giờ hết bò tới bán nguyên rồi, sao đó. Rồi bây giờ đến đất đai bán là tiền của cha mẹ không? Đúng quá rồi. Nhiều tội, bây giờ tới cái chuyện con sửa mặt tiền ai? Mặt không, mặt cũng của mẹ luôn. Sợi dây chuyền đó chị Thủy. Chị ở đâu ra sẽ bán dây chuyền để sửa mặt cho nó hả? Bán dây chuyền để sửa cái lỗ mũi. Nó là khi lớn này không? Cưng lắm chị Thủy. Đeo dây chuyền mà cái thần nếu mà ở dưới quê là mới thiệt chị là con mà tầm đó mà em cho xe đi tiền chuyền bạch kim là chị biết thần đó ông ai đeo đâu. Đeo bạch kim. Bạch kim em cho mua sắm cho chị xe cái sợi dây chuyền bạch kim. Trời. Hot boy Long Thành nha, Quỳnh Quỳnh chịu không nổi là vụ đó nha. Rồi tiếp đi. Thì khi học trường sân khấu điện ảnh thì không có dám nói với mẹ là xin tiền để sửa mũi thì mới dám cả gan bán sợi dây chuyền. Nói bán hả? Bán sợi dây chuyền đang sửa cái lỗ mũi, nhưng mà thiệt tình em không biết nó bán sợi dây chuyền. Cái sửa mũi em tưởng là tiền con nó đi làm được. Trời đâu có tiền xu đâu ra. Đó, khi em phát hiện sợi dây chuyền mất thì em mới hỏi: "Tí ơi, sợi dây chuyền của con đâu rồi? Hổng nay mà em thấy đeo thì nó con gắn lên cái lỗ mũi rồi." Mà nó nói một cách tự nhiên vậy chị, nó nói nó gắn lên cái lỗ mũi chứ nó không có nói bán, mà nó nói con gắn lên cái lỗ mũi rồi. Mà thấy thương lắm, thỏ thẻ mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ. Thì thương con, hả? Con không có phá. Bây giờ con sao con phải đèm làm cho đẹp, con mới bằng ra tiền. Nhưng mà tôi sửa mũi nó đẹp mà. Đó là chị, cái lúc mà nó sửa mũi lúc đó là lên là em vừa cởi xe lên em đặt nó là em khóc chị Thủy. Em mới thấy nó khác quá, nó không có phải như thằng con mình hồi đó, nhìn nó khác hẳn luôn mà khi nó còn sưng ấy chị Thủy. Cái tự nhiên em khóc chị Thủy. Em thấy đầu em quảng hồn em khóc, em nói trời ơi sao mà giờ con sửa như vậy, mẹ thấy làm như là nó mất cái duyên nữa. Sửa mũi rồi cứ nghĩ đi làm diễn viên được. Nhưng không, em cuộc đời đưa đẩy em không cho mũi cao, không quyết định được gì hết trơn trời. Nha, sửa tới cái càm, bán chiếc nhẫn sửa tới cái càm luôn, làm cái đủ bộ luôn em hiểu không? Tức là khi mà cái mặt mình bình thường mà làm cái mũi lên, tự cái mặt nó bị kỳ quá. Mũi thì quá cao mà cái cằm nó ngắn ngủn. Con két. Và lúc đó mẹ cho chiếc nhẫn nó sẽ chiền. Cho sẽ chiền bán gắn mũi rồi thì bây giờ lấy nhẫn gắn cằm luôn. Gắn cằm luôn. Đồn xong mặt hài hòa xinh đẹp xong đúng lửa. Nhưng mà đến lúc mà nó nổi tiếng Cười Xuyên Việt đúng không con? 2015 là Bảo Lâm nó tốt nghiệp trường sân khấu là ra ngay 2012. Nó ngày đăng quang tới ngày 12 tháng 6 2015. Ê cô Thủy chấm luôn đây. Nó chấm nè. Đúng rồi. Chấm nó rồi Cười Xuyên Việt cái số rồi, nhập ba cà nó đóng vai thằng bòm. Rồi đúng rồi. Cái ngày mà đi lên ngày con đăng quang, em lên tới mà em không nghĩ là khi mà đăng quang mà người ta ham mộ tới cái thằng đó, bị mình dưới quê không có rành chị Thủy. Em nghĩ là nó tưởng nó là bình thường. Thì cái ngày đó em vẫn đi làm bình thường, tới 7 chiếc xe ở nhà đang đợi em. Con mướn 7 chiếc xe luôn hả cô? Dòng cái đó là dòng em, họ ở chung ở nhà ai cũng có xe hơi. Bên nội bên ngoài ai cũng có xe hơi. Thì đi thì trong khi đi lên là coi thì mấy cô mấy chú rồi ai cũng nghĩ ai cũng chuẩn bị một bó hoa tặng lên tặng cho Bảo Lâm, thì cũng có chuẩn bị cho em một bó. Thì khi mà con nó ngày nó đăng quang thì vừa đăng quang xong thì tình định lên tặng cho con, mà thật sự em không thể nào lên được chị Thủy, quá đông. Đúng rồi. Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường, thì 6 giờ mấy rưỡi là em đã vô tới công ty rồi. Thì lúc đó tự nhiên em y như người nổi tiếng luôn á chị. Em nói thiệt á chị Thủy là em không hình dung ra được như vậy. Ai cũng hỏi nhiều lắm, hỏi mà lúc đó em nói chuyện đi vô là nói cho chuyện con em không, mà ai cũng bu em hỏi hết trơn. Là cái cảm giác ở trong đời đó nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời cho đến khi đúng rồi. Tại vì cái đó là cái hạnh phúc để mà mình được bù đắp cả một cái quãng đời mình hy sinh cho nó. Đúng rồi, em nói sẵn ngoan này, em nói cho chị Thủy biết là Bảo Lâm nó có cái bản tánh là không bao giờ phe, không bao giờ sợ xấu hổ gì mẹ. Lý do là mẹ cực khổ hoặc mẹ xấu xí hay là mẹ không sửa sạn là Bảo Lâm dứt khoát là cái đó là cái em thần tượng con em nhất. Bởi vì trong khi mỗi khi em lên á là thường thường Bảo Lâm hay nói là mẹ đi mua dây chai về nói với bạn, trong khi đó là mấy em lên là mấy đứa bạn nói mẹ cái bộ mẹ đi mua dây chai về rồi mẹ mới lên hả mẹ, có hỏi ai nói con
Nó bảo Lâm, nói mẹ tao cưới giờ còn phải đi mua ve chai chưa có lên đâu. Lúc đó nó cũng không có nói với mẹ là mẹ đi làm công nhân này nọ. Lúc nào nó cũng nói là mẹ khổ này nọ. Nhà tao không có tiền là nó không có tiền. Ờ nay mẹ đi mượn tiền cho. Mà. Dạ đúng rồi, được cái nước thương là cái kỷ niệm là Bảo Lâm lúc nào cũng ngủ với mẹ với cha. Là em đi làm công ty về là em phải lộ hai con mắt ra em dòm coi thằng nào thằng cha, thằng nào con. Đúng rồi. Hai người bằng nhau hết, mấy người cha con bằng nhau. Thì em mới dòm em nói tí ơi, mẹ về rồi con vô phòng ngủ đi con. Thì chỉ có nó trả lời với một cách dễ cưng lắm. Mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ, ngủ ở đây ngủ chung hết cho đỡ tốn tiền quạt máy. Được lúc tính tiền lý do đó mà. Đúng rồi, nó chị được cái thương nó chị. Mỗi khi em rước con hay đi học hay gì cũng vậy nữa, không bao giờ chở em mà để mẹ chở. Mẹ chở đặng ngồi ngoài sau ôm, ngồi ngoài sau ôm đặng măng mi chị. Chứ bắt lỗi mẹ. Ở nhà là em ngọt lắm chị Thủy. Em nói chuyện với cha, cha Bảo Lâm kêu em ơi là em dạ. Chị nó nói mẹ, con nói mẹ nghe nè, cha kêu con á thì con dạ, còn cha kêu mẹ là mẹ đừng có dạ. Cái hỏi giờ mẹ nói sao? Cha kêu em ơi thì mẹ phải hỏi cái gì đó anh. Trời ơi. Ồ, chị biết không, mấy lớn thì nó biết bắt lỗi từ ly, nó bắt lỗi em á chị. Nhiều khi mỗi khi em nói gì là bắt lỗi. Dạ. Dạ là đúng rồi cô. Đúng rồi đó, nó bắt lỗi. Dạ là đúng. Anh Lâm còn những cái bí mật nào mà coi như là khán giả đại chúng mà chưa biết nhiều? Trời ơi. Ủa, khán giả đại chúng là ai biết em? Nãy giờ bao nhiêu tội của nó con chưa đủ rồi, con còn buổi thai nữa. Nữa con, nữa con. Tội nó nhiều quá mà. Ừ. Nó có ngăn nắp không? Giờ ở riêng rồi. Bảo Lâm nó không ngăn nắp từ lúc nó đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Tối ngày cái ôm cuốn tập là học là khỏi bằng công chuyện. Ngủ không em? Là không bằng công chuyện. Chị biết không, bắt đầu về bất cứ giờ phút nào là về nhà là cứ hỏi tí sao con không bằng công chuyện này, mẹ con mất học bài mà cầm cái chuyện lộ thật xấu ra nữa rồi. Cái chuyện hỏi gì vậy, vô phòng ngủ em. Là từ đó là bắt đầu không còn ngăn nắp nữa, là bắt đầu tập trung vô cái học. Nhưng mà ở nhà đó bây giờ nó nói nhiều nè, nhưng mà ở nhà nó có nói nhiều không, chị Thủy? Không, không có nói nha chị Thủy. Em nói hỏi chị Thủy trước mặt nó. Hồi đó đến bây giờ luôn á. Đúng rồi, nó về cái gì nói với mẹ là thỏ thẻ, nói là nói nghiêm túc. Đúng rồi, chứ không bao giờ mà nói trửng giỡn là không bao giờ có. Kể cả không bao giờ thấy nó ca ở nhà bao giờ. Em thật sự em không nghe nó lúc ca mà con diễn trên TV ai cũng bất ngờ hết. Đúng rồi, ai cũng ở bất ngờ. Ở nhà không ca kiếp gì, ở nhà đi học làm lì không à. Thì nhân chương trình này, bạn là luôn luôn bạn nói dạ mọi rồi. Người là thường thường cứ nhân quá. Cái chương trình này có nói cái gì không? Và bạn gì quá không? Nhiều thì tội lỗi. Nói thôi, đúng bạn ơi. Bây giờ mới thấy cái sự khó khăn của những khách mời ngồi đây. Đúng rồi. À, thì thường thường là con nhà con không bao giờ nói mà thương mẹ thương ơ dữ chứ. Không trời. Bao giờ luôn hả? Không bao giờ. Nhưng mà báo hiếu thì vẫn có báo hiếu nha. Dạ. Còn nói thì không có nói được. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà con nghĩ là cha với mẹ nên nghỉ dưỡng đi. Tại vì khi mà về thấy mẹ ở nhà mẹ nấu cơm rồi mẹ chăm sóc mấy cây kiểng á, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn cha thì ổng đi tập thể dục rồi ổng đi nhiều chuyện với người này người kia, tự nhiên cảm giác rất là hạnh phúc á. Hy vọng là mẹ đừng lo nghĩ gì nữa, chỉ vui vẻ an hưởng tuổi già thôi. Thì con thì giờ chắc chắn là mẹ đã thấy ổn rồi, thì con sẽ nuôi em giúp đỡ cho gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ. Còn nhiệm vụ cha mẹ là bây giờ chỉ cần vui vẻ là con với Quốc hạnh phúc rồi. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ muốn nhắn gửi gì cho nó không? Nó tội nhiều lắm rồi đó. Dạ, như sẵn ở đây chương trình, em chỉ muốn nhắc cho con là hiện bây giờ tên tuổi của con là niềm hãnh diện của gia đình. Vì vậy mẹ muốn con làm bất cứ thứ gì là con cũng phải cân nhắc cho thật kỹ để không phụ lòng những người đã yêu thương mới mến con. Ý như là mẹ chỉ muốn con là như vậy. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Thì hy vọng chương trình này là một cái kỷ niệm của con với mẹ, để sau này khi mà mẹ lớn, mẹ ở nhà, cái mẹ dòm là cái clip này, con mẹ có kỷ niệm. Thì thường thường nhà không bao giờ nói hết. Thì ngày hôm nay nhờ cái chương trình Con Tôi Vô Số Tội thì mẹ mới kể những cái câu chuyện, những lời quá khứ mà hồi đó con không biết, đến bây giờ con mới biết luôn. Cảm ơn mẹ rất là nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Cano rất là nhiều, cảm ơn cô Trinh Tỷ rất là nhiều. Và thay mặt chương trình một món quà dành tặng cho mẹ con luôn. Và thay mặt chương trình, nhãn hàng muốn tặng đến mẹ Phượng một cái món quà rất là thiết thực với cái tuổi của mình. Em cảm ơn chị Thủy, em cảm ơn chương trình. Và xin cảm ơn tất cả khán giả đã xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Chương trình được phát sóng lúc 22:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.